Mặc dù các phương pháp giải trình tự ADN hiện nay có thể giúp chúng ta xác định được trình tự nucleotide đầy đủ của các hệ gen, nhưng một vấn đề xuất hiện là ngay cả khi chúng ta đã biết trình tự đầy đủ của một hệ gen, thì chúng ta thường có rất ít thông tin và hiểu biết về cách thức và chức năng hoạt động của các trình tự thành phần có trong hệ gen. Lúc này, hướng nghiên cứu được gọi là hệ gen học chức năng sẽ tiếp tục phân tích hệ gen đã được giải trình tự để xác định tất cả các gen có trong hệ gen và chức năng của chúng. Trong các phương pháp nghiên cứu hệ gen học chức năng, trạng thái biểu hiện, tức là hoạt động của các gen trong một tế bào được xác định thông qua sự có mặt các sản phẩm phiên mã của chúng, tức là phân tử ARN thông tin. Tập hợp toàn bộ các phân tử mRNA có mặt trong một tế bào vào một thời điểm nhất định được gọi là hệ phiên mã hay là transcriptome của tế bào đó. Các hệ phiên mã của tế bào thay đổi một cách đáng kể khi tế bào đáp ứng lại các tín hiệu khác nhau của môi trường, cũng như khi tế bào trải qua các sự kiện khác nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển. Ví dụ như ở đây là quá trình nảy chồi ở nấm men. Để làm sáng tỏ chức năng của các gen trong tế bào, chúng ta phải xác định trong hệ gen có những gen nào được biểu hiện, chúng được biểu hiện vào những thời điểm nào trong quá trình phát triển và mức độ biểu hiện của chúng. Một ví dụ về nghiên cứu hệ phiên mã học được Pat Brown và Ira Heskovitz tiến hành khi phân tích sự biểu hiện của các gen trong quá trình nảy chồi ở nấm men. Sự nảy chồi nấm men là quá trình ở đó các tế bào nấm men lưỡng bội đang giảm phân hình thành các bào tử đơn bội. Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp gọi là vi dãy ADN hay DNA microarray để phân tích sự thay đổi của hệ phiên mã ở các tế bào nấm men đang nảy chồi. Ở đây, chúng ta sẽ xem một mô hình thí nghiệm đơn giản minh họa việc ứng dụng kỹ thuật microarray trong các nghiên cứu về các hệ phiên mã của tế bào. Đầu tiên, khoảng 6.200 gen mã hóa cho các protein ở nấm men chiếm khoảng 97% các gen có trong hệ gen của nấm men được nhân bản bằng kỹ thuật PCR. Các phân tử ADN là sản phẩm PCR sau đó được gây biến tính rồi được nhỏ giọt và gắn lên bề mặt cơ chất trên các tấm kính tại các vị trí định sẵn. Các tế bào nấm men lưỡng bội được nuôi cấy trên các môi trường bình thường được thu thập và sử dụng làm mẫu đối chứng. Để tạo ra các mẫu đối chứng này, các mRNA được phân lập từ tế bào, sau đó chúng được sử dụng làm khuôn để tổng hợp nên các phân tử cADN nhờ hoạt động của enzyme phiên mã ngược reverse transcriptase. Để đánh dấu các phân tử ADN này, các DUTP tiền chất có trong thành phần hỗn hợp của phản ứng phiên mã ngược được đánh dấu với thuốc nhuộm cyanin được gọi là CI3. Đây là một phân tử phát huỳnh quang màu xanh lục. Một mẫu của chủng nấm men tương tự dạng lưỡng bội được nuôi trong môi trường nảy chồi, thay cho môi trường dinh dưỡng thông thường. Vào các thời điểm khác nhau của quá trình nảy chồi, các tế bào nấm men được thu hoạch, rồi mRNA của chúng được tách chiết và tinh sạch. Các phân tử cADN thu được từ phản ứng phiên mã ngược các mRNA của mẫu nghiên cứu này được đánh dấu bằng một loại thuốc nhuộm cyanin khác, được gọi là CI5. Đây là phân tử phát huỳnh quang màu đỏ. Mức độ biểu hiện của mỗi gen có thể định lượng được bằng phương pháp DNA microarray. Trong tất cả các bản phân tích microarray, chúng ta đều bổ sung hỗn hợp đầy đủ gồm 97% các gen của hệ gen nấm men. Nhớ rằng những phân tử cADN này được đánh dấu huỳnh quang màu xanh lục. Các phân tử cADN được đánh dấu huỳnh quang màu đỏ được tạo ra từ các phức hệ phiên mã vào các thời điểm khác nhau trong quá trình nảy chồi của nấm men, sau đó được bổ sung vào các bản phân tích DNA microarray riêng rẽ. Bằng việc bổ sung đồng thời cả hai mẫu được đánh dấu bằng các chất phát quang có màu khác nhau, chúng ta có thể xác định và định lượng được sự biểu hiện của các gen khác nhau ở các tế bào và các thời điểm khác nhau so với tế bào đối chứng. Các điểm có màu đỏ cho thấy sự biểu hiện của một gen nhất định nào đó trong tế bào nghiên cứu tăng hơn rất nhiều so với tế bào đối chứng. Trong khi đó, các điểm màu xanh cho thấy sự biểu hiện của các gen tương ứng ở tế bào nghiên cứu thấp hơn so với tế bào đối chứng. Khi sự biểu hiện của gen nào đó ở tế bào nghiên cứu và tế bào đối chứng là như nhau, chúng ta sẽ quan sát thấy các điểm có màu vàng. Các điểm có màu đen phản ánh các gen không được biểu hiện ở cả mẫu nghiên cứu và mẫu đối chứng. Việc đo cường độ phát quang được thực hiện bởi thiết bị có nguồn sáng laser đảm bảo khả năng định lượng chính xác mức độ biểu hiện của mỗi gen vào từng thời điểm nhất định. Bằng phương pháp vi dãy ADN, tức là DNA microarray nêu trên, các nhà khoa học đã phân biệt được ít nhất 7 nhóm gen được biểu hiện vào những thời điểm khác nhau trong quá trình nảy chồi ở nấm men. Trong mỗi nhóm đều có một số gen có mức biểu hiện tăng lên so với đối chứng, nhưng cũng có những gen khác có mức biểu hiện giảm đi. Việc xác định được gen nào biểu hiện ở đâu và vào thời điểm nào trong quá trình phát triển của một cơ thể
là một căn cứ quan trọng giúp các nhà khoa học xác định được chức năng của các gen trong hệ gen.